nay là trời lạnh 15 độ. Chú huấn luyện cho con chim mồi nó tắm tắm lạnh để cho nó quen, để nó tắm không. Trời rét này không dám sang tắm đâu. Lâu không được tắm, tắm rét tắm, tắm rét đi. Không sợ rét, tắm rét cho nó quen nhá. Anh em 15 độ cũng ấm rồi, không rét lắm đâu. Tắm 15 hay là 20 độ. À, hôm nay là 23 độ, 23 độ chứ không phải 15 độ. Sấy khô không? Có phải xì tóc khô không? Cứ đi lòng. Cái lỗ này mình dép. Mặt lạnh thì thôi đấy. Không tắm nữa, mình chết rét. Chắc không, xem chỗ nào nắng là phơi cho mình. Không bị chết rét, không bị chết rét. Đừng nắng đấy. Lâu quá này. Chúc lông đi. Bị rét lắm đấy. Đấy, chế độ rét run.
Run rồi, dây run rồi, chờ đợi. Đợi cái xì này. Lớn rồi. Đầu tiên mày được sấy hoặc cái máy sấy tóc này, nó sợ đấy, nó sợ. Còn đầu tiên được sấy sợ rồi nha. Vượt thế đâu, không sợ đâu. Tao cho mày ăn mấy con sâu nhá, dùng đâu đấy. Cho mẹ mấy con sâu này tăng cường vitamin, cho mẹ mấy con sâu. Rồi ăn đi, lông vừa ăn đi.